Phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho lao động nông thôn. Hơn nữa, nhiều sản phẩm tiêu thụ công nghiệp đang được đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế tại tỉnh Thanh Hóa. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng hơn 60.000 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu là hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình, thu hút trên 150.000 lao động thường xuyên và hàng chục nghìn lao động tham gia sản xuất khi thời vụ nông nhàn. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề khu vực nông thôn đạt trên 4.000 đến 4.500 tỷ đồng một năm, chiếm tỷ trọng trên 30% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Để tiếp sức cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, những năm qua, từ nguồn hỗ trợ của chương trình khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương, Trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng lượng Sở Công Thương Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động như hỗ trợ các cơ sở sản xuất, đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị hiện đại, tập huấn nâng cao nhận thức, tay nghề, tác phong công nghiệp cho lao động nông thôn, tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp. Theo đánh giá từ các doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ cho thấy, việc hỗ trợ sản xuất đã giúp các doanh nghiệp chủ động đầu tư công nghệ tiên tiến trong quá trình sản xuất, từ đó bước đầu nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, giảm thiểu tổn thất điện năng, lợi nhuận tăng cao. Công ty cổ phần phân bón Phúc Thịnh, chúng tôi là chuyên sản xuất là phân bón hữu cơ. Trong những năm qua thì chúng tôi đã tạo ra những cái dòng sản phẩm như hữu cơ, phân bón hữu cơ vi sinh và hữu cơ khoáng đã cũng đóng góp một phần trong cái hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ, góp phần nâng cao cái giá trị sản phẩm nông nghiệp, giúp phát triển cái nông nghiệp bền vững. Và đặc biệt trong cái thời gian vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid thì doanh nghiệp cũng có bị ảnh hưởng khó khăn. Tuy nhiên thì cũng nhờ chương trình khuyến công quốc gia đã hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt cụ thể là hỗ trợ cái hệ thống máy móc để tạo hạt máy nén viên và cái hệ thống định lượng để giúp nâng cao hiệu quả trong sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và giúp bà con nông dân là sử dụng sản phẩm có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Đây là dây chuyền có kỹ thuật công nghệ hiện đại được áp dụng vào sản xuất tại nhà máy chế biến gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Anh 88 với kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Sản xuất gỗ ván, gỗ ghép thanh xuất khẩu và tiêu dùng trong nước được chương trình khuyến công quốc gia hỗ trợ một phần kinh phí. Theo đánh giá của Trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng lượng tỉnh Thanh Hóa, dự án nhà máy chế biến gỗ của doanh nghiệp này cho năng suất, chất lượng sản phẩm hiệu quả cao hơn nhiều so với các dây chuyền công nghệ trước đây trên địa bàn của tỉnh. Sản phẩm sau khi hoàn thiện đáp ứng được nhu cầu khắt khe của thị trường các nước nhập khẩu. Trong cái giai đoạn hiện nay ấy, có một cái sự hỗ trợ của cái Sở Công Thương, tôi thấy là cái việc hỗ trợ như này ạ thì là rất hiệu quả. Nó là cái động lực và nó cũng là một vừa là động lực nhưng mà cũng là cái trách nhiệm để doanh nghiệp cái sử dụng cái nguồn lực hỗ trợ từ nhà nước ấy một cách nó có hiệu quả và nó mang đến một cái gì đấy gọi là có cái tính đổi mới trong cái mô hình sản xuất và đặc biệt là mang đến một cái chất lượng sản phẩm ấy, nó phải là tốt hơn hẳn so với những mô hình mà sản xuất thủ công trước kia. Là đơn vị nhiều năm đồng hành cùng các cơ sở doanh nghiệp làm nghề tiểu thủ công nghiệp, Trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng lượng tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trung tâm tầm tới đã lên cái chương trình kế hoạch. Thứ nhất là nghiên cứu cùng bám sát với các doanh nghiệp cũng như là phối hợp với các huyện thị xã, huyện thị trong tỉnh để có thể là truyền tải được cái thông tin đến với các doanh nghiệp. Chúng tôi đang chú trọng vào các tiếp cận với các cái chương trình hỗ trợ vốn cũng như các nguồn hỗ trợ vốn khác để đến với các doanh nghiệp, đặc biệt là cái nguồn khuyến công thì chúng tôi cũng đang tiếp tục đồng hành với các đơn vị để có thể là rà soát và đưa vào các cái đề án có thể là hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp. Thời gian qua trong lĩnh vực phát triển tiểu thủ công nghiệp, Thanh Hóa đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, để các làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khẳng định được vị trí của mình trong bối cảnh cạnh tranh tại thị trường trong nước và xuất khẩu, Thanh Hóa vẫn cần triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp, như tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương và tỉnh đã ban hành một cách có hiệu quả, đào tạo nguồn lao động cho các làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, gắn việc đào tạo nghề với nhu cầu sản xuất thực tiễn, khuyến khích mời các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh kèm cặp, bồi dưỡng truyền nghề cho lực lượng lao động trẻ thông qua các lớp đào tạo, hội thảo trao đổi kinh nghiệm,
khuyến khích mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn, khuyến khích thành lập và tạo điều kiện để các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng, hiệp hội hoạt động hiệu quả, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các làng nghề, cơ sở sản xuất tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm ở trong nước và ngoài nước, đăng ký thương hiệu, mẫu mã, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh áp dụng, chuyển giao khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác khuyến công, phát triển làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.